Quý xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe của miền Nam, Toyota Camry 2011 2.4G các anh chị, số tự động, hộp số tự động 6 cấp. Và đây là một mẫu xe mới vừa về tại công ty Minh Huy, cực kỳ chất lượng luôn các anh chị, mới đi được có 94.000 cây số, lịch sử, full lịch sử hãng nha các anh chị nha. Đó, về tình trạng ngoại thất và nội thất của chiếc xe này còn rất là đẹp. Huy sẽ thông tin sơ cho anh chị để anh chị mình nắm về chiếc xe này. Mua xe vào tháng 11 năm 2011, màu đen, đi được 94.000 cây số. Và xe này thì hiện tại thì đang được bên Huy chào bán với giá là 540 triệu. 540 triệu Camry là một trong những cái phân khúc hạng D. Thì Huy sẽ thông tin sơ bộ cho anh chị và các bạn mình xem qua về phần ngoại thất. Bây giờ mình sẽ đi soi chi tiết về tình trạng của chiếc xe này để xem sản phẩm có phù hợp với gia đình mình mua về sử dụng hay không nha các anh chị. Đó, đèn thì sử dụng công nghệ là đèn xenon các anh chị. Cảm biến khoảng cách từ phía trước này. Đó. Những cái nẹp macrome sáng bóng luôn các anh chị nha. Ga lăng cũng vậy, lưới cản. Đó. Lịch sử hãng đầy đủ các anh chị à. Đó. Và xe này chủ xe đi giữ kỹ cho nên là phần ngoại thất của chiếc xe này còn rất là đẹp. Đây, gai vỏ còn khá là dày. Anh chị mua chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ cái vấn đề gì nữa nha các anh chị. Đây, gương chỉnh điện. Đó, những cái nẹp trên gương này các anh chị. Anh chị nhìn không? Sáng bóng và rất là mới luôn. Dán phim đầy đủ. Đó, mâm, anh chị nhìn ha, nhìn cái mâm không? Đó, nhìn sáng trưng và thực sự là đây là một trong những sản phẩm đi ít. Thực sự là 2011 nhưng đến nay mới chỉ có 94.000 cây số thôi. Đó, vỏ này chủ xe thay từ 2019 nha các chị ha, 2019. Nhưng mà anh chị nhìn ha, gia đình đi rất là ít đi, dường như là mới thay luôn các chị. Đó, anh chị nhìn thấy không? Nước sơn rất là bóng và đẹp. Đó, cùng với đó khe hở với các chi tiết nữa. Long lanh, đèn này. Đèn thắng sau sử dụng công nghệ đèn LED nha. Và xe thì bên Huy sẽ tiến hành làm Marukuri làm đẹp, mới lái về các anh chị. Đó, cảm biến khoảng cách ở phía sau có 4 cảm biến luôn các anh chị. Đây, anh chị nhìn ha, nhìn nước sơn rất là đẹp, gia đình đi sử dụng khá là kỹ, cho nên là về ngoại thất của chiếc xe này thì không phải bàn cãi gì nhiều. Nội thất bên trong cũng rất là đẹp, thì một tí Huy sẽ quay cho anh chị và các bạn mình xem chi tiết phần nội thất bên trong để mình xem chất lượng của sản phẩm này như thế nào. Đó, anh chị nhìn nha, đèn nhìn thấy đẹp không? Đó, vỏ còn rất là dài luôn các anh chị. Mua về anh chị không phải tốn thêm chi phí để thay vỏ ha, cũng như là chi phí để mình bảo dưỡng bảo trì gì hết. Bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Ở phía gương phía bộ bên phải có một cái camera ha, có một cái camera nha anh chị. Rồi, mình sẽ đi xem chi tiết phần nội thất bên trong ạ. Huy mời các anh chị và các bạn cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm. Thì đầu tiên anh chị cùng Huy xem đây. Đó, phần tapi cốp rất là đẹp luôn anh chị. Mới và chủ xe đi giữ khá là kỹ, anh chị nhìn không? Đó, sạch bon, chủ xe kỹ đến mức độ là ngoài cái tấm lót ở phía dưới chủ xe còn may thêm một tấm lót ở phía trên nữa các anh chị. Và đây anh chị nhìn ha, sạch trưng. Thực sự là đây là một trong những cái sản phẩm mà Huy thấy khá là chất lượng. Đó, vỏ đồ còn rất là mới và đẹp các anh chị. Bên Huy sẽ tiến hành làm maru vệ sinh sạch sẽ cho anh chị luôn. Đó, nhìn nè, mọi thứ rất là đẹp. Hiếm có những cái sản phẩm này trên thị trường lắm nha các anh chị. Mới có 93.000 cây số, 93.000. Đó, Huy có coi cây số mới 93.000 cây số thôi. Đó, anh chị nhìn không? Sáng trưng. Chưa làm maru, chưa vệ sinh nha anh chị. Và nó không có vụ mòn đâu đó nha. Đó, đúng chắc xe 93.000 cây số. Đó, anh chị nhìn nè. Rất là mới.
và những vị trí công tắc lên xuống kính nó không có bị mòn đâu nha các anh chị. Nó vẫn còn rất là sáng và đẹp. Và đây bộ ghế các anh chị nhìn bộ ghế là chắc chắn là anh chị thích. Nguyên bản theo xe và chủ xe rất kỹ trong việc lót cái miếng lót này, cho nên là anh chị nhìn thấy không? Không có bị bày mòn hoặc là bị sờn 2011 tới giờ. Đó, nhưng mà còn rất là đẹp các anh chị. Thực sự là anh chị mua những cái xe này như thế này về ở trên thị trường không có nhiều đâu các anh chị. Đây, tôi cho anh chị xem ha. Đó. Anh chị nhìn không? Rất là mới và đẹp luôn á. Rộng rãi anh chị, đây là một chiếc xe phân khúc hạng D, anh chị ngồi rất là thoải mái luôn. Đó, anh thấy chị thấy rộng rãi không? Rất là kỹ, lót thêm một tấm lót ở dưới nữa. Đó, những vị trí này anh chị nhìn ha. Thực sự khá là hiếm có những cái sản phẩm này trên thị trường. Cửa gió. Đó, xe có cửa gió ở phía sau và có thể điều chỉnh cái hướng gió và độ mở của hệ thống lạnh. Đây, tapi cửa. Rồi anh chị nhìn nè, những cái nút nhấn nè, auto không có bị mòn. Và những vị trí này anh chị nhìn không? Nó rất là đẹp và không có bị gọi như là bị phai cái màu. Tại vì cái này là cái màu bạc này, là màu sơn này. Xe đi nhiều và giữ không kỹ á, là những vị trí này nó hay bị mòn và hay bị tróc ra thành cái màu đen đó anh chị. Đó. Trực tới lui. Đây, vị trí cốp đựng rộng rãi. Đó, anh chị nhìn nè. Rất đẹp. Hiếm có trên thị trường lắm các anh chị. Thực sự 2011 mới có 93.000 cây số, kiếm đâu ra. Những cái sản phẩm như thế này đã từ rất lâu rồi thì bên Huy mới có. Những vị trí này anh chị nhìn thấy không? Những cái công tắc này, những cái nút này là nhắn này anh chị thấy không? Nó không có bị phai màu gì cả. Nút auto này, màu sơn này. Anh chị nhìn nè. Rất đẹp. Và cả những cái tem anh chị nhìn thấy không? Sắn bon, keo chuồng bồ lon con tán thì anh chị yên tâm rồi. Đó. Đây. Ghế chỉnh điện 10 hướng các anh chị. Đó. Kể cả cái bàn đạp ga, bàn đạp thắng này anh chị nhìn ha. Nhìn. Rất là mê luôn. Tóc lô. Đó, sáng bóng luôn anh chị. Đây, vô lăng này anh chị bọc da, mà da này là vô lăng ring của nó nha. Nó chỉ sờn một tí xíu này thôi. Chắc chắn rồi. Còn mọi thứ là nguyên bản hết các anh chị. Đó. Logo này nhìn đẹp không? Không có dù là bị tróc, bị mòn đâu. Đó. Vị trí này ha. Đó. Thực sự đẹp. Đó, anh chị nhìn nè, cận số. Nó không bị gọi như là bị mòn, bị tróc. Nguyên bản còn zin đó chị. Anh chị nhìn cái độ bóng của cái cần số này. Và những cái vị trí mà bạc này nó không bị tróc. Và những vị trí này nó không có bị gọi như là bị mài mòn, xước gì nhiều. Và đây là xe chiếc Capri này thì hệ thống điều hòa là xe này sử dụng hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập nha các chị. Dual VVTi. Xin lỗi các chị. Dual Auto. Đó. Và anh chị nhìn nè, những vị trí này. Đó, anh chị nhìn nè. Anh chị nhìn không? Những cái miếng sơn ở trên này vẫn còn nguyên vẹn và không có bị trầy xước đâu hết. Đó, anh chị nhìn không? Không bị mày mòn luôn. Đúng nguyên bản của xe. Những cái nút auto. Đó, anh chị chắc chắn là đây là một sản phẩm thực sự rất là hiếm có trên thị trường. Đây là chiếc xe phân khúc hạng D nha các anh chị nha. Hạng D rộng rãi, gia đình sử dụng thoải mái luôn các anh chị. Máy nổ anh chị, nổ rất là êm. Bên Huy sẽ tiến hành là maru vệ sinh sạch sẽ ha, sạch sẽ. Đó, anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Và đối với sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 540 triệu. Xe còn rất là đẹp. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ với Huy sớm để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị để mình mua về sử dụng cho gia đình. Camry, một chiếc xe phân khúc hạng D. Sơ bộ cho anh chị nắm về phần ngoại thất và nội thất của sản phẩm. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ với Huy sớm nha. Xe này rất là đẹp đấy. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.
Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật cho anh chị những cái sản phẩm mới về tại công ty để anh chị mua về sở hữu cho gia đình mình một sản phẩm phù hợp ạ. Rồi, Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị.